hôm nay ăn ở bao dim sum, ăn bao dim sum thử, ở đây siêu đông luôn, ngồi phải đợi nửa tiếng mới có bàn. Đây là bao dim sum, mình phải xếp hàng đợi lấy bàn nha. Ở đây có bán trà sữa nha mọi người. Hôm nay gọi một cái lẩu bằng ngư thủy mộc, ăn thử lại cái lẩu bằng ngư thủy mộc với lại kêu thêm gân heo, nó không có gân bò, với lại ăn vịt quay Bắc Kinh, ở đây vịt quay Bắc Kinh là ngon nhất. Vịt quay Bắc Kinh đây, vịt quay Bắc Kinh ở đây sẽ làm 3 món: da giòn, rang muối tỏi với lại xào mì áp chảo. Wow, tí nữa ăn thử. Nước thì mình kêu một cái nước gì ta, trà bông cúc đó. Trà bông cúc, kêu một ấm này có thể 5 người uống. Đây là ấm trà bông cúc đem từ Phúc Kiến, Hồng Kông quá. Rồi được rồi, ủa rót có một cái vậy thôi hả em? Hèn chi. Đây. Hai chị em nó dành nhau rót trà nha. Đó. Nóng quá đúng không? Nóng quá đúng không? Xin giới thiệu, bây giờ là món vịt quay. Người ta sẽ cắt vịt cho mình. Dính bà không à? Dính bà không à? Con vịt này làm 3 món. Wow, người ta cắt da vịt rất là điêu luyện nha. Đây là người ta sẽ cuốn da vô bánh chén với dưa leo được rồi. Đây là thành phẩm sau khi các chị đó đã cuốn cái vịt, da vịt vào cái bánh chén. Có một miếng dưa leo. Đây là cái thành phẩm mà sau khi người ta lấy ra, bây giờ mình ăn thử một miếng da vịt cuốn bánh chén. Nhưng mà cái bánh chén này nó như là cái bún bánh hỏi thì đúng hơn, giống cái nước tương nó làm sẵn nè. Thử không? Ngon quá luôn á. Dạ giòn ghê á. Công nhận ở đây đúng vẫn siêu ngon. Chấm này ăn siêu ngon. Đây là món chiên gà hấp tàu xì. Mr. Thông giới thiệu. Mr. Thông dặn là vô đây phải kêu cái này ăn. Wow, giờ lấy ăn thử nha. Ta nói chân gà cũng mềm đó. Chấm cái tương người ta đem kèm là thêm. Ông cũng nói là tới đây phải ăn cái này mới ngon. Nó mềm mềm luôn á. Mềm mềm luôn. Như rau câu vậy. Đừng nghe lời ông Thông nha. Dễ hẹt kìa. Người ta vừa mới đưa ra cái món ba của vịt. Đây. Mì xào vịt. Món này là món ba của vịt nha. Còn đây là món má của vịt nè. Đó, đây là món má của vịt. Mình ăn kết hợp ba với má lại ăn nó rất là ngon nha. Thử. Thơm mùi dầu hào á. Món ba của vịt thì nó thật thật nha. Này món vịt gì luôn, vịt vịt Bắc Kinh, nhưng mà cái này vịt xào muối khô hả? Phải, nó không gọi là xào muối mà nó gọi là gì á? À, rang muối khô. Ta thử. Này ăn lạ ngon, món này ngon nhất.
bào ngư, xung quanh có nấm gân rồi tủy rồi gì rất là ngon, và đây là con bào ngư chà bá, phải zoom lại zoom lại zoom. Bào ngư này là tiểu luôn, siêu tiểu luôn, trời ơi coi nè, càng ra xa nó càng nhỏ, không thấy đâu. Wow.